Trong một chuyến thăm thành phố Las Vegas, trọng tâm của bà Hillary Clinton tập trung vào vấn đề nhập cư và sự ủng hộ của bà dành cho quá trình trở thành công dân của nhiều di dân đến Mỹ bất hợp pháp. Hãy nhớ rằng tới ngày hôm nay chưa có một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nào đã loan báo hay có tiềm năng, bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng và nhất quán đối với quá trình trở thành công dân, chưa có ai cả. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri ít tin tưởng bà Clinton hơn vì những vấn đề gây quỹ có dính dáng đến quỹ Clinton và tranh cãi về tài khoản email riêng tư của bà. Nhưng phía Đảng Dân Chủ dường như vẫn tiếp tục ủng hộ bà Clinton, theo nhà phân tích John Fortier. Bà ấy tranh cử dựa trên kinh nghiệm dồi dào, sự ủng hộ to lớn từ Đảng Dân Chủ, từ tất cả các nhà lãnh đạo, tất cả những nhà gây quỹ, và đó là một vị thế rất mạnh để bắt đầu từ đó. Nhưng sau hơn 20 năm trên chính trường nước Mỹ, bà Clinton có thể phải đối mặt với một số thách thức trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, theo chuyên gia chính trị Charlie Cook. Tôi nghĩ ở một số mặt, bà Hillary Clinton sẽ phải tranh đua với chính mình. Bà ấy phải cho thấy mình vẫn còn sức thuyết phục trong thế kỷ 21. Bà ấy phải hướng vào tương lai thay vì quá khứ. Trong khi đó, danh sách ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tiếp tục dài thêm. Bác sĩ phẫu thuật về hưu Ben Carson trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên bước vào cuộc đua năm 2016. Và tôi nghĩ đã tới lúc người dân nổi dậy và lấy lại chính phủ của mình. Và cựu giám đốc công ty công nghệ cao Carly Fiorina trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia cuộc đua của Đảng Cộng Hòa. Chúng ta biết rằng cách duy nhất để tư duy lại chính phủ của mình là tư duy lại người đang lãnh đạo chính phủ. Tham gia cuộc đua còn có cựu thống đốc Arkansas Mike Huckabee, ứng cử viên thứ 6 của Đảng Cộng Hòa. Chúng ta được hứa hẹn niềm hy vọng, nhưng chỉ toàn là nói suông. Và bây giờ chúng ta cần sự thay đổi mà thực sự có thể đưa nước Mỹ vươn lên cao từ niềm hy vọng. Có thêm những ứng cử viên sắp sửa tham gia cuộc đua, bao gồm cả hai ứng viên Đảng Cộng Hòa đang đứng đầu các cuộc thăm dò toàn quốc là cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush và thống đốc bang Wisconsin Scott Walker. Hi.